Cái nhìn thiển cận về lịch sử của một giáo viên dạy hóa. Thầy Vũ Khắc Ngọc phát ngôn gây tranh cãi. Năm 1945, 90% người Việt Nam mù chữ và đương nhiên không được học môn lịch sử. Nhưng cách mạng tháng 8 vẫn diễn ra thành công. Và không ai dám nghi ngờ về lòng yêu nước của người Việt Nam khi đó. Thầy cho biết thêm, việc dạy lịch sử bắt buộc không cần thiết nữa. Vì chưa chắc dạy lịch sử đã khiến con người ta thấy yêu nước. Thầy dẫn chứng rằng không ai có quyền cười chê việc học sinh nói Nguyễn Huệ, Quang Trung là hai anh em, vì bản thân họ cũng chưa chắc đã biết đến những kiến thức lịch sử khác. Xung quanh tôi đầy những người không thuộc lịch sử, cũng chẳng yêu môn lịch sử, nhưng họ rất yêu nước. Ngược lại, trên Facebook, tôi biết khối anh rất giỏi sử, nhưng chưa chắc đã yêu nước theo cách mọi người vẫn hiểu. Thầy Vũ Khắc Ngọc nói, thầy giáo dạy hóa nổi tiếng mạng xã hội này liên tục có những quan điểm ngược dòng trong ít ngày qua khi thầy đồng ý với chủ trương giảm tải, đưa lịch sử thành môn học tự chọn. Làm thầy không chỉ dạy cho học sinh kiến thức mà còn phải biết chỉ dẫn những giá trị làm người, nhân cách và phẩm chất tốt đẹp của một con người. Những hành xử tồi tệ của một thầy giáo sẽ là thứ ảnh hưởng và là biểu mẫu cho những học trò làm theo. Bắt chước, thầy xấu xa, đồi bại, ngu dốt và thiếu nhân cách sẽ tạo ra những học trò hỗn hào, láo xược và mất đi cái căn bản để trưởng thành, làm một người tốt.